Hành trình chân lý pháp môn, diệt khổ giải thoát độ cho muôn loài. Pháp môn vì diệu sáng ngời, nhờ đức sư tổ thương đời phát minh. Thầy cô nghiên cứu tận tình, chia ra từng cấp phận minh tận tường. Sơ cấp xây dựng tình thương, luôn xa khai mở dân đường khi thành. Trung cấp đường vào tâm linh, khai tâm mở trí biết mình là ai, vì sao ta đến chốn này, xa thân tan rã hôm nay về đâu. Giải thoát độ cho muôn loài, pháp môn vì diệu sáng ngời, nhờ đức sư tổ thương đời phát minh. Thầy cô nghiên cứu tận tình, chia ra từng cấp phận minh tận tường. Dừng tình thương luôn xa khai mở dân đường khi thành. Trung cấp đường vào tâm linh, khai tâm mở trí biết mình là ai, vì sao ta đến chốn này, xa thân tan rã hôm nay về nơi nào hồn về.
đôi tay ta làm đời yếu dịu lớp ngọt ngào thêm xóa bớt niềm đau tâm chuyện tâm trong thế giới si buồn nhìn lại mình mau tránh đời lầm mê vươn đôi tay ta tìm về với đạo dành phần đời nhẹ nhướng lứa từ bi trong tầm tay xin bao đáp vẫn còn thị phi đường ta đi đón đưa ngàn ánh đạo từ tôn sư nắng mưa tìm chân lý vương đôi tay ta gợi trao niềm mọi nơi đường ta đi.